thiện nhiếp chư sự. Cái chữ nhiếp này dùng lời hiện tại mà nói chính là quản chế. Giống như ngày nay trong rất nhiều đạo tràng chúng ta làm công quả, đó là thiện nhiếp các sự. Họ đến làm những việc công quả này, thế nhưng mục đích của họ là gì? Họ cầu báo ân, họ cầu quả báo. Cầu quả báo vậy thì không phải là thiện nhiếp chư sự rồi. Làm công quả tốt không có tâm hy vọng, đó chính là thiện nhiếp chư sự. Có tâm hy vọng thì là không phải rồi. Cho nên những ý nghĩa này chúng ta phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Cầu cung kính lợi dưỡng di chí lạc thanh tịnh. Người chí lạc thanh tịnh quyết định không có cung kính cúng dường, không hề có cái ý niệm này. Có cái ý niệm này, chính mình cho rằng chính mình rất thanh tịnh, thảy đều là sai. Đa vọng kế giả dĩ vi xuất gia. Vọng là hư vọng, kế là đang tính toán. Đây không phải là người xuất gia nên làm. Phạm vi của vọng kế thì quá sâu, quá rộng. Di lạc ngã bất thuyết ngôn, phân biệt bị ngã, danh lạc trì giới. Người trì giới quyết định không có phân biệt ta và người. Nếu như người có phân biệt ta và người, loại người này trì giới không thể được định. Căn bản phải nên biết cái giới học này là do giới được định. Do định được tuệ, đó không phải là người chân thật trì giới. Người chân thật trì giới như Lục Tổ đã nói, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Bạn vẫn còn kia đây, ta và người có loại chấp trước này, có loại phân biệt này thì sai rồi. Bất tôn kính giả, danh vi thính pháp. Nơi giảng kinh nói pháp, người đến nghe rất nhiều. Có một số người tuy là họ đến nghe Phật nói, họ không phải đến nghe pháp. Tại vì sao vậy? Họ không hề nghe hiểu ý nghĩa của Phật pháp. Họ đến là để làm gì? Họ hiếu kỳ mà đến, đến xem thử Phật giáo rốt cuộc là nói cái gì. Thậm chí khi đến, đến để đem phiền phức đến. Việc này trong rất nhiều đạo tràng đều có. Đặc biệt là một cái đạo tràng mới thành lập vào năm 1977, lần đầu tiên tôi đến giảng kinh ở Hồng Kông. Vào cái đêm vừa mới đến đó, Pháp sư Sướng Hoài nói với tôi, ông nói Pháp sư Ngài ở nơi đây phải hết sức cẩn thận. Ở nơi đây có một tốp người chuyên tìm Pháp sư để gây phiền phức. Sau khi họ nghe rồi thì đưa ra câu hỏi ngay lúc giảng, để Pháp sư không thể xuống đài, làm cho Pháp sư mất mặt. Ông nói Ngài phải cẩn trọng, rất nhiều Pháp sư đã bị thiệt ở Hồng Kông này. Đó là chuyên môn gây phiền phức. Đây chính là người không tôn kính. Họ không phải đến nghe pháp, họ đến là để gây phiền phức. Nhạo trước thế điển, chú trớ ngôn luận dĩ vi thọ pháp. Cái thọ pháp này là nói truyền pháp. Ưa thích điển tích thế gian, không phải Phật kinh. Ưa thích những chú ngữ, loại ngôn luận này, cho rằng họ thọ pháp, tiếp thọ đại pháp của Như Lai. Đây cũng là sai lầm. Đây không phải Phật nói.
Di Lặc ngã bất thuyết ngôn, ư chư không tánh, vô thắng giải giả, năng xuất ly sanh tử. Liễu sanh tử, ra ba cõi. Dựa vào cái gì? Ở chỗ này Phật nói rất hay, chân thật là đơn giản tường tận. Bạn đối với nhân ngã không, pháp ngã không, cái đạo lý này, những chân tướng sự thật này, nếu không thể thâm dạy nghĩa thú, bạn không cách gì liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi. Cho nên pháp môn tu học của chúng ta nhất định phải biết căn cứ vào lý luận như thế nào. Ta có làm cho tường tận những lý luận này hay không? Nếu không mà nói, người ta nói pháp môn này có thể liệu thoát sanh tử, cái pháp môn đó có thể tức thân thành Phật, bạn nghe rồi liền tin tưởng, đó gọi là mê tín, là giả, không phải là thật. Lý luận căn bản thoát khỏi sanh tử chính là hai câu này. Ở nơi tánh không nhất định phải sanh thắng giải, cũng chính là phía trước chúng ta giảng, bạn chân thật nhìn thấu rồi, chân thật buông bỏ rồi thì được, bạn có thể ra khỏi sanh tử. Bạn có thể buông bỏ được, triệt để buông bỏ, liền có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, có thể đem Phật Pháp, Thế Pháp đều nhìn thấu. Bạn có thể siêu diệt mười pháp giới. Loại nhìn thấu buông bỏ này chính là ư chư không tánh sanh thắng thâm thâm giải. Đa chấp trước giả vi ly chư hạnh. Cái ly chư hạnh này chính là nói không bỏ được. Người nhiều chấp trước làm sao có thể buông bỏ? Di Lặc ngã bất thuyết ngôn ư bồ đề phần, trụ hữu sở đắc danh vi chứng trí. Chỗ này gọi là chứng quả, tu hành chứng quả. Thế nhưng bằng tỉ mỉ mà quán sát, họ ở bồ đề phần trụ cái đã chứng. Chúng ta đọc Kinh Kim Cang thì liền biết được người này chưa chứng quả. Không những quả Đại Thừa họ chưa chứng, ngay đến Tu Đà Hoàng sơ quả Tiểu Thừa. Chứng được Tu Đà Hoàng, người của Tu Đà Hoàng tuyệt nhiên không cho rằng họ chính mình đã chứng được Tu Đà Hoàng. Đó là chân thật đã chứng được rồi. Cho rằng chính mình đã chứng, đó là giả, không phải là thật. Vì sao vậy? Cho rằng chính mình chứng được, họ trụ, trong lòng trụ ở nơi quả vị này, đó là khởi vọng tưởng. Phật nói với chúng ta, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Làm sao có thể trụ chứ? Ý nghĩa của chữ trụ này chính là trong tâm có. Trong tâm có một quả vị, vậy thì không phải, không phải đã chứng quả. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta một câu rất quan trọng. Nhất thiết hiền thánh, giai dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Từ Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng này thẳng đến quả vị viên mãn của Như Lai. Cách nói thông thường chung chung của chúng ta, Tiểu Thừa bốn quả, bốn tướng, tám giai cấp. Đại Thừa từ sơ tính vị đến đẳng giác vị, 51 giai vị. Những đẳng cấp này là từ chỗ nào mà nói vậy? Là từ vô vi pháp mà nói. Vô vi pháp chính là đều không có chấp trước. Công phu trong không có chấp trước, có cạn sâu, không đồng nhau. Cho nên Phật nói ra nhiều quả vị đến như vậy. Mỗi một quả vị
đều không có chấp trước. Vừa có chấp trước thì họ là phàm phu, họ không phải là thánh nhân. Bồ Tát sơ tính vị thì không có chấp trước. Cái không chấp trước này tiêu chuẩn trên Kinh Kim Cang nói rất hay: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Bạn có thể làm được rồi thì bạn đã nhập lưu rồi, vào được dòng thánh rồi. Vậy thì bạn phá bốn tướng, phá bốn kiến công phu sâu cạn. Đó là vị thứ Bồ Tát cao thấp không đồng nhau. Từ do đây mà có, điều gì pháp vô vi mà có khác biệt, đều là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chỗ nào có trụ, tâm có trụ thì hỏng rồi. Cái trụ này chính là người thông thường chúng ta nói trong tâm bạn thật có, sự việc này thì phiền phức. Tâm là không, trong tâm có thứ gì? Có thế gian pháp thì sai, có Phật pháp vẫn là sai. Phật pháp cũng không được để ở trong lòng, đó mới là chứng trí chân thật. Di Lặc ngã bất thuyết ngôn, vô thế lực giả nhẫn nhục thành tựu. Không có năng lực, người ta ức hiếp bạn, bạn không có năng lực phản kháng, bạn cho rằng con người này thành tựu nhẫn nhục, đó không phải là nhẫn nhục. Có năng lực phản kháng mà không phản kháng họ, có năng lực báo thù mà không báo thù họ, đây gọi là nhẫn nhục. Bạn không có năng lực, vậy thì làm sao có thể nói bạn đã thành tựu được nhẫn nhục? Dù nhiều xúc giả phi nhẫn nhục giáp, nhiều xúc chính là hiện tại chúng ta gọi là mê hoặc. Người vượt qua được mê hoặc, Phật mới dùng cái thí dụ này. Họ mặc giáp nhẫn nhục, họ vượt qua được mê hoặc. Trong tất cả mê hoặc, họ như như bất động, đó mới gọi là mặc giáp nhẫn nhục, không hề mê hoặc bạn. Bạn tự cho là thành tựu nhẫn nhục, làm gì có cái đạo lý này. Thiếu phiền não giả danh luật nghi thanh tịnh, phiền não vừa nhẹ một ít, ồ, đó là luật nghi thanh tịnh rồi, đều là giả, đều không phải là thật. Tà phương tiện giả di như thuyết tu hành, hàm nghĩa ở trong đây cũng rất là rộng lớn. Thế nên giống như trong đây cái đoạn này, 15 điều này nếu như nói tỉ mỉ, mỗi một điều nói, một buổi tối cũng nói không hết. Thế nhưng vào thời đại hiện tại này, thực tế mà nói cũng không thể nói rõ, nói rõ ra thì phiền phức sẽ nhiều. Cho nên tôi nói kinh này chỉ có thể nói đến đây mà thôi. Các vị tự mình đọc tụng, tỉ mỉ mà suy xét. Bạn lại tỉ mỉ mà quan sát tâm hạnh của chính mình, quan sát hoàn cảnh chung quanh, bạn liền biết được chúng ta phải nên tu hành như thế nào mới là như lý, như pháp, không đi trên con đường tà đạo. Kinh văn này của Phật đã nói ra cho chúng ta nghe rất là tường tận. Ngã bất thuyết ngôn, ái ngôn thuyết giả, di nhất tâm trụ. Đặc biệt là người niệm Phật chúng ta, mục đích của người niệm Phật chính là cầu nhất tâm bất loạn. Người thích nói chuyện thì làm sao có thể được nhất tâm chứ? Nếu vậy thì không thể nào làm được. Hiếu doanh thế dụ, ư pháp vô tổn. Lời này Phật không nói. Doanh là kinh doanh, dụ là sự dụ, ư thích kinh doanh sự dụ thế gian. Nói việc này đối với việc tu hành, với đạo nghiệp không có chướng ngại, Phật không nói lời nói này. Hay nói cách khác, quyết định có chướng ngại. Đừng nói kinh doanh những thế dụ này, ngay đến quản lý người,
cũng đều có chướng ngại. Chủ này Đại sư Trí Giả nói, khi Đại sư Trí Giả giảng sanh, học trò của Ngài hỏi Ngài, Ngài giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là phẩm vị gì vậy? Ngài nói với học trò, bởi vì ta ở trong chùa làm trụ trì phải quản rất nhiều việc, cho nên có chướng ngại đối với việc tu hành của chính mình. Do đó phẩm vị giảng sanh không cao, chỉ có phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là sanh phàm thánh đồng cư độ, là đới nghiệp giảng sanh. Giả như nếu ta không quản chúng, không làm trụ trì, không quản nhân sự, vậy phẩm vị sẽ cao. Cho nên có thể biết, quản những việc đại chúng trong chùa miếu đều có chướng ngại đối với phẩm vị tu hành của chính mình, huống hồ làm những việc của thế gian. Cái gì gọi là những việc thế gian? Những sự không thể thoát sanh tử, không thể ra khỏi ba cõi, đều gọi là những việc thế gian. Thế chính là sáu cõi luân hồi bên trong ba cõi. Làm những việc này, ưa thích làm những việc này, vậy thì sai rồi. Thế nên nói được dễ nghe một chút, làm những việc này là đang tu phước. Phước là tu được một ít. Thế nhưng thoát sanh tử ra khỏi ba cõi, quyết định có chướng ngại đối với giới định huệ. Chí nhạo thanh tịnh, đọa chư ác thú. Chỗ này tại vì sao Phật nói ra những lời nói này chứ? Thực tế mà nói, ngày nay khi chúng ta xem thấy chỗ này, nghĩ tưởng rất có đạo lý. Có một số người nói những người nào đó lão thật niệm Phật, các người là trí căn thấp, tâm lực của các người quá nhỏ, các người là tu hành tiểu thừa, là chư Phật Bồ Tát quở trách. Thế là chúng ta nghe được lời nói này thì không dám tu, liền đi ngay theo họ. Đi theo họ để làm cái gì? Hiếu doanh thế dụ, ái ngôn thuyết giả. Theo họ để làm những việc này. Phật ở chỗ này vừa nói ra, chúng ta liền hiểu rõ. Người chí nhạo thanh tịnh, quyết định không đọa địa ngục. Làm gì có thể đọa địa ngục chứ? Tu tập trí tuệ di hội não hạnh, trí tuệ từ do đâu mà có? Trí tuệ từ ngay trong thiền định mà có. Hay nói cách khác, trí tuệ là từ tâm thanh tịnh mà sanh ra. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ chân thật. Người tu tâm thanh tịnh làm sao mà hồ náo chứ? Chữ hội náo này dùng lời hiện tại mà nói chính là hồ náo. Một điều sau cùng, điều thứ 15 này, di lạc ngã bất thuyết ngôn phương tiện tương ưng danh di xiểm khúc. Phương tiện tương ưng là Bồ Tát Đại Thừa thường dùng, nên gọi là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Xem thấy biểu hiện bên ngoài dường như có một chút gần giống với xiểm khúc này, mà bên trong đó thì hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát chân thật là một mảng từ bi, dùng phương tiện khéo léo để tiếp dẫn chúng sanh, bất cầu lợi dưỡng nhi di vọng ngữ. Chủ đề quyết không phải Phật nói. Không phải Phật nói thì ai nói vậy? Ma nói. Ma sanh sự gây rối, muốn phá hoại chánh pháp.
vô chấp trước giả, vị bán chánh pháp, hộ chánh pháp giả, nhi tích thân mạng. Những thứ này đều không phải Phật nói. Sở hành hạ liệt, di vô thắng mạng. Câu nói này phải sơ lược giải thích một chút. Sở hành hạ liệt, chữ hạ chỗ này là chỉ sáu cõi. Ở trong mười pháp giới, sáu cõi là hạ. Hạ mà liệt, liệt là chỉ ba đường ác. Hay nói một cách khác, ý nghĩa trong câu này đã nói, chính là nói biểu hiện ngay trong hành vi. Tư tưởng của họ là tham sân si mạng. Mà còn rêu rao nói là họ không có ngạo mạn. Chữ mạn chỗ này vì sao gọi là thắng mạn chứ? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, cái ngã mạn này nếu phân tích tỉ mỉ thì rất nhiều. Phật đem cái mạn này quy nạp làm ba loại lớn. Cái thứ nhất gọi là thắng mạng. Thắng mạng chính là ta luôn mạnh hơn so với người khác. Người khác luôn không bằng như ta. Cho nên đây cũng gọi là ngã mạng. Luôn cảm thấy chính mình siêu việt người khác. Vô thắng mạng chính là không có dư nghiệp của ngạo mạng này. Đây gọi là vô thắng mạng. Ngoài ra một loại nữa gọi là đẳng mạng. Đẳng mạng chính là tuy là dường như không phải tôi siêu việt anh, tôi cũng gần bằng anh đó mà, anh cũng không cao hơn tôi bao nhiêu. Loại mạng này gọi là đẳng mạng, có thể bình đẳng như anh vậy. Phía trước là nói siêu việt họ. Loại thứ ba gọi là ti mạng. Ti mạng chính là chính mình cảm thấy không bằng như họ, không bằng họ, không chịu phục. Tuyệt nhiên không phải rất phục, không bằng cũng không phục. Cho nên đây là thuộc về ti mạng. Đây là đem tất cả mạng quy nạp làm ba loại lớn này. Chỗ này là nói thắng mạng. Tuy là nói một, mà ba loại mạng đều bao gồm trong đó. Do đó Thế Tôn nêu ra thí dụ nhiều đến như vậy. Thực tế ra mà nói, những cái sự tướng này nói không thể nào hết. Chúng ta ngay trong nhiều thí dụ như vậy thì phải nên hiểu rõ chân vọng, tà chánh, phải quấy. Nếu như nêu ra nhiều thí dụ như vậy, chúng ta sau khi đọc rồi, nghe rồi vẫn không thể phân biệt tà chánh, phải quấy, vậy thì chúng ta tương đối ngu si rồi. Ngu si thì phải làm sao? Đọc nhiều, nghe nhiều. Chỉ cần đọc nhiều, nghe nhiều, dần dần cũng sẽ thông minh mà. Như thị di lặc, ư hậu mạc thế, ngụ bách tuế trung, đường hữu Bồ Tát thuần căn. Thực tế mà nói, đây đều là nói chúng ta. Chúng ta không phải là lợi căn, chính là không thông minh, nghe rồi đều không hiểu. Nghe rồi cũng không nhớ được. Tiểu trí, không có trí tuệ chân thật, thông minh nhỏ, xỉm khúc, hư cuồng. Hư cuồng là chính mình lừa dối chính mình, lừa người. Đối nhân xử thế tiếp vật, cái dụng tâm này không ngay thẳng, lừa dối không thật. Chúng ta đích thực chính là loại Bồ Tát này. Trụ ư tặc hạnh, Thế Tôn vì chúng ta nói ra. Ngày nay chúng ta tu là cái hạnh gì? Tặc hạnh.
tạc hạnh là cái ý gì vậy? Pháp tài công đức của chính mình thảy đều bị tiêu dao hết. Tạc hạnh chính là phiền não hạnh. Phiền não làm chướng ngại, mất đi pháp tài công đức trí tuệ của chúng ta. Cho nên đem phiền não thí dụ cho tạc, đem pháp tài công đức trí tuệ bát nhã của bản tánh chính chúng ta bị nó trộm đi mất. Chính chúng ta không có được thọ dụng. Cho nên đó là thí dụ. Tạc hạnh chính là phiền não hạnh. Khởi tâm động niệm, tất cả tu trì đều ở ngay trong phiền não. Đây gọi là tạc hạnh. Tuy là như vậy, Phật Bồ Tát vẫn là đại từ đại bi, không hề bỏ rơi chúng ta. Bạn xem, nhã ứng hộ chi, Thế Tôn dặn bảo Bồ Tát Di Lặc, ông phải hộ trì những người này. Vì sao vậy? Tuy là tâm bệnh của chúng ta rất nhiều, chúng ta đối với Phật vẫn có mấy phần tâm cung kính, vẫn muốn học mà. Có được một hai phần tâm cung kính như vậy, vẫn có muốn học cái ý niệm này thì rất là đáng quý. Bạn xem cái thế gian này, vô số chúng sanh, có mấy người muốn học Phật. Chúng ta ở nơi đây giảng kinh, tòa lầu lớn này của chúng ta, trên dưới dưới có bao nhiêu người, bên cạnh họ đều không đến nghe. Bạn mới biết được trụ ư tạc hạnh cũng rất đáng quý, không dễ dàng đâu. Cho nên Phật Bồ Tát rất trân trọng, tuyệt nhiên không buông bỏ chúng ta. Dặn bảo Bồ Tát Di Lặc phải bảo hộ chúng ta, phải hộ niệm chúng ta. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, tối hậu mạt thế ngũ bách tuế trung, duy thử lục thập chư Bồ Tát đẳng nghiệp chướng sở phược, di phục cánh hữu dư Bồ Tát gia. Câu hỏi này của Bồ Tát Di Lặc rất hay. Ngài hỏi là cái ý nghĩa này là giảng như vậy. Vào thời kỳ mạt pháp giống như Bồ Tát Gu Si này, suốt cuộc là chỉ có 60 người này, chỉ là số ít hay là còn số nhiều? Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc ư hậu mạt thế ngũ bách tuế trung hữu chư Bồ Tát, đa di nghiệp chướng, chi sở phược phú, thì chư nghiệp chướng hoặc hữu tiêu diệt hoặc phục tăng trưởng. Cái ý này của Phật chính là nói Bồ Tát nghiệp chướng này ở vào thời kỳ mạt pháp nhiều, quá nhiều, đều là bị nghiệp chướng trói buộc. Có một số Bồ Tát ngu si này duyên thù thắng, nhà Phật gọi là duyên phận. Duyên thù thắng, họ gặp được chân thiện tri thức, họ có thể nghe hiểu rồi, tường tận rồi, y giáo phụng hành, nghiệp chướng của họ dần dần được tiêu diệt. Có thể tiêu diệt hay không? Có thể. Đích thực là có thể. Thấy được từ chỗ nào vậy? Trước khi chưa học Phật, tham sân si mạng rất nặng. Tu hành vài năm, tham sân si mạng không còn, chính là nghiệp chướng của bạn tiêu diệt. Nếu như vẫn còn tham sân si mạng, nghiệp chướng của bạn chưa tiêu diệt, hoặc là thêm lớn. Thêm lớn cái gì? Chính là phía trước hiểu sai đi ý của Phật. Ở trong Phật Pháp tu trì, hoặc giả là trì giới thanh tịnh, giới luật tinh nghiêm, nghiệp chướng thêm lớn. Vì sao người giới luật tinh nghiêm mà nghiệp chướng thêm lớn? Xem thấy người khác không trì giới, các người đều không bằng ta, ta siêu việt hơn các người quá nhiều, các người không đáng để qua lại với ta, không đáng nói chuyện với ta. Phiền não thêm lớn. Chủ này, người thế gian thường hay nói, họ đáng được kiêu ngạo. Có người nương vào tu trì tốt hơn so với người khác khởi tâm ngạo mạn. Có người chính là giảng kinh nói pháp
giảng được hay, khởi lên tâm ngạo mạn, có người phước báo lớn khởi tâm ngạo mạn, thêm lớn nghiệp chướng. Đó thì không gọi là tiêu nghiệp chướng, mà thêm lớn nghiệp chướng. Tướng nghiệp chướng tiêu trừ, càng ngày càng khiêm tốn, càng ngày càng khiêm hạ, càng ngày càng không bằng người khác. Đây là hiện tượng tiêu trừ nghiệp chướng. Di Lặc ư thử ngũ bách chư Bồ Tát trung hữu nhị thập Bồ Tát nghiệp chướng di thiểu. Hậu ngũ bách tuế hoàng lai sanh thử thành ấp tụ lạc thị hãn sơn giả. Cái đoạn này chúng ta phải tỉ mỉ thể hội. Chỗ này Phật nói với chúng ta ở vào thời đại hiện tại này chính là hậu ngũ bách tuế. Năm xưa Thế Tôn tại thế, ngay trong những Bồ Tát này có người là tái sanh. Đây chân thật là từ bi đến cùng tột. Có bao nhiêu người vậy? 20 vị. Không nhiều. 20 vị Bồ Tát này nghiệp chướng ít, nghiệp chướng nhẹ. Sau 500 đời họ dựng đến thế gian này để hóa độ chúng sanh. Họ đến nơi nào vậy? Thành ấp. Cái thành ấp này chính là đô thị. Tụ lạc chính là hương thôn, hương trấn. Thị hãn chính là ngày nay gọi là thị khu. Sơn giả chính là chỗ bên ngoài thị khu. Chủng tánh tôn hào hữu đại oai đức. Đây là nói họ thị hiện thân phận. Thế nhưng trí tuệ, thiện xảo, phương tiện, tâm ý điều nhu, thường hoài từ mẫn, đa sở nhiều ít, nhan mạo đoan nghiêm, biện tài thanh diệu. Đây là nói đến đức hạnh của họ. Số thuật công xảo giai năng thiện tri. Hai câu này là nói tài nghệ của họ. Có thể nói họ thông minh trí tuệ, chân thành từ bi, đa tài đa nghệ. Những Bồ Tát này thì hiện, có một số thì hiện tại gia, có một số thì hiện xuất gia. Họ biểu hiện ra ba câu phía sau rất quan trọng. Tự ẩn kỳ đức, an trụ đầu đà, công đức chi hạnh. Họ tuyệt nhiên không có rêu rao chính mình, tuyệt đối sẽ không tự mình tuyên truyền. Họ biết được ẩn cái đức của mình. An trụ đầu đà, dùng lời hiện tại mà nói, chính là đời sống của họ rất là bình phàm. Cũng có thể đời sống của họ tương đối kham khổ. Tuyệt nhiên không biểu hiện rất giàu có. Họ tu học là công đức chân thật. Tài tài sở sanh xã gia di đạo. Dị ư vô lượng A Tăng Kỳ Câu Chi Kiếp Trung tích tập A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên có thể biết thiện căn rất là sâu dày. Ở ngay trong đây có một câu, chính là tài tài sở sanh, chính là đời đời kiếp kiếp. Họ thì hiện ra là xã nhà làm đạo. Cái xã nhà này chính là ý nghĩa xuất gia. Mọi người phải đem cái việc xuất gia này làm cho rõ ràng. Xuất gia không nhất định nói là bạn lìa bỏ gia đình đến tự viện để làm hòa thượng, đó gọi là xuất gia. Vậy thì bạn hiểu sai đi ý nghĩa này rồi. Xã gia chỗ này là trong tâm quyết không đem cái việc nhà dính bận trong lòng.
Cho nên gọi là tâm xuất gia, thân không có xuất gia. Đây gọi là chân thật xuất gia. Thân xuất gia rồi, trong lòng nghĩ tưởng không hề khác với người thế gian. Vậy thì thân xuất mà tâm không xuất, vậy không phải là xuất gia, đó là gạt người. Cho nên Phật Pháp chú trọng là tâm bạn xuất gia, không phải chú trọng thân xuất gia. Cho nên những Bồ Tát tại gia này đều là tâm xuất, thân không xuất, thì hiện ra là việc này. Nhưng tâm địa của họ đích thực là ở nơi đạo, tâm không ở gia nghiệp. Cái ý này rất tường tận, rất rõ ràng. Thiện căn của họ sâu dày, hộ trì chánh pháp, bất tích thân mạng, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải tương ưng với pháp, quyết không trái với giáo huấn của Phật Đà. Trụ A Lan Nhã, không nhàn lâm trung, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. Cũng chính là hoàn cảnh cư trụ tu học của họ rất thanh tịnh. Cái A Lan Nhã, không nhàn lâm trung, chính là hoàn cảnh của họ rất tịch tịnh. Cho dù ở trong thành phố, ở khu vực ồn náo, như chúng ta ở nơi đây, như một tòa chung cư, bên ngoài rất náo nhiệt, hoàn cảnh cư trụ nhỏ ở bên trong vẫn cứ là thanh tịnh, vẫn là không nhiễm một trần, nên gọi là trong động có tịnh. Họ có thể tịnh lại được, có thể rảnh rang. Thiện nhập nhất thiết chúng sanh tâm hạnh, chỗ này chính là giáo hóa chúng sanh, nhất định phải khế cơ. Tư tưởng kiến giải, ưa thích đối với tất cả chúng sanh, họ rất rõ ràng, rất tường tận. Pháp nói ra có thể nhận được tín ngưỡng của mọi người, có thể cho mọi người lợi ích chân thật. Đây cũng chính là dạng khế cơ. Chú thuật ngôn luận tất năng liệu tri, ư chư nghĩa lý thiểu văn đa giải. Đây là nói trí tuệ khai mở. Chú thuật ngôn luận tất năng liệu giải, đây là nói thường thức phong phú, nên gọi là thường thức phong phú. Người thế gian biết được, họ tuyệt nhiên không phải không biết, họ đều có thể biết. Nghĩa lý, thế pháp, xuất thế pháp vừa tiếp xúc, họ liền có thể thấu hiểu, gọi là khai trí tuệ. Biện tài trí tuệ, giai tất cụ túc, bị chư Bồ Tát, ư thị pháp trung, tinh cần tu tập đắc Đà La Ni, vô ngại biện tài. Nếu họ không chuẩn bị đầy đủ những điều kiện đã nói bên trên, họ làm sao có thể ở ngay trong Phật Pháp được đại thành tựu? Đà La Ni chính là nắm lấy tổng cương lĩnh của Phật Pháp, lại thêm vào trí tuệ biện tài của họ, cho nên vậy mới có thể nói Pháp, ư tứ chúng trung tuyên thuyết chánh Pháp. Đây là nói bản thân họ cụ bị đầy đủ điều kiện. Bản thân có những điều kiện này vẫn không đủ, nhất định phải được Phật lực gia trì. Nếu như không được Phật lực gia trì, điều kiện này của bạn, thân không địch nổi phiền não của chúng sanh, không địch nổi tà kiến của chúng sanh, vậy mới biết hoằng dương chánh pháp không phải là một việc dễ dàng. Cho nên phía sau nói vị Phật oai đức, gia bị lực cố.
Đây chính là được Phật lực gia trì. Nếu chúng ta muốn hỏi họ dựa vào cái gì được Phật lực gia trì, dựa vào điều kiện họ đã chuẩn bị phía trước, cái điều kiện này, thiện căn của vô lượng kiếp là nhân, đức hạnh của ngay đời này là duyên, có thiện nhân lại có thiện duyên mới có thể được Phật Bồ Tát gia trì, được Phật lực gia trì. Trong đạo tràng Phật quang phổ chiếu, mọi người vào cái đạo tràng này, tại vì sao có thể sinh tâm hoan hỷ? Bởi vì bạn được tắm ở trong hào quang của Phật. Việc này không phải tôi, người giảng có được năng lực gì, không có. Các vị ở nơi đây sinh tâm hoan hỷ là hào quang Phật chiếu đến, được gia trì của chư Phật. Người giảng được Phật gia trì, người nghe cũng được Phật gia trì. Không có được Phật gia trì, chúng ta không thể nói ra được. Không có được Phật gia trì, bạn cũng không nghe hiểu được ý nghĩa. Đều là được Phật gia trì. Ư Phật sở thuyết Tu Đa La chính là khế kinh. Kỳ dạ chính là trùng tụng. Thọ ký già đà là phúng tụng, chúng ta cũng gọi là cô khởi tụng. Ưu Đà Na là không hỏi tự nói, như kinh A Di Đà chính là thuộc về Ưu Đà Na. Bởi vì ở chỗ này 12 câu đều là dịch âm từ tiếng Phạn, chúng ta đem ý nghĩa nói ra. Ni Đà Na chính là nhân duyên, A Ba Đà Na là thí dụ, Y Đế Diệt Đa Già là bổn sự, Xá Đa Già là bổn sanh, Tỳ Phật Lược là phương quản, A Phù Đà Đạt Ma là dị tàng hữu, U Ba Đề Xá là luận nghĩa. 12 câu này chính là thông thường chúng ta nói 12 phần giáo, cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời tuyên nói tất cả Phật Pháp, đem nó quy nạp lại, tất cả không ngoài 12 loại này. Đây là 12 loại phương thức giải đắc biện tài vô ngại tự tại. Bởi vì Phật được gia trì, đối với tất cả Pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm, họ không có chướng ngại, họ được tự tại. Khi vừa tiếp xúc, họ liền có thể thông đạt. Chỗ này, thiện căn chính mình là nhân, được Phật lực gia trì là duyên, mới có cái thành tựu này. Phàm hệ phát tâm từ nơi công tác hoằng pháp lợi sanh. Đoạn kinh văn này rất là trọng yếu. Nếu như không đầy đủ điều kiện mà chủ này đã nói, bạn từ nơi công việc hoằng pháp sẽ gặp chướng ngại trùng trùng. Cho nên nhất định phải nỗ lực học tập. Vậy thì nỗ lực học tập, có lẽ bạn nói vẫn có thể xem đến chỗ này đã nói. Họ đã từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp tích tụ A Nậu Đa La tam biểu tam bồ đề, vậy e rằng chúng ta không có. Bạn không cần lo lắng. Nếu bạn không có thiện căn sâu dày đến như vậy, thành thật mà nói, bạn ở ngay đời này không thể nào nghe được pháp môn này. Bạn ở ngay đời này không thể nào đọc được kinh điển này. Bạn có duyên phận tiếp xúc được pháp môn này, đọc đến kinh điển này, hay nói cách khác, thiện căn đời trước của bạn đã rất sâu dày rồi. Chúng ta xem thấy ở trên kinh Vô Lượng Thọ, xem thấy ở trên kinh Kim Cang. Cho nên mọi người đều có thiện căn rất sâu dày. Vấn đề chính, ngay hiện tại có thiện duyên hay không? Nếu như có thể gặp được thiện duyên, có lẽ bạn chính là Thế Tôn đã nói
Một trong 12 vị Bồ Tát này, việc này xuất gia hay không xuất gia không quan hệ gì. Bồ Tát tại gia vẫn là gánh vác công tác hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Di Lặc Bỉ Chư Nhị Thập Thiện Xảo Bồ Tát Tùng Ư Hòa Thượng A Xà Lê Sở Đắc Văn Vô Lượng Bách Thiên Khế Kinh Giai Năng Thọ Trì Đương Thuyết Thị Ngôn Ngã Thử Pháp Môn Tùng Mổ Hòa Thượng A Xà Lê Sở Thân Tự Thính Thọ Vô Hữu Nghi Hoặc. Hai câu kinh văn này chính là thời xưa gọi là sư thừa, rất quan trọng. Pháp của bạn từ nơi đâu mà có? Ai truyền cho bạn vậy? Việc này rất quan trọng. Không thầy tự thông, không hề có cái đạo lý này. Đây là nói cầu sư thừa. Cái điểm này vào hiện tại, cái thời đại này rất là khó khăn. Hiện tại thời đại này không có sư đạo, sư thừa. Không nên nói là bạn không thấy được, nghe cũng chưa nghe nói qua. Thế nhưng nếu như không được sư thừa, cho dù có thiên phần, bạn không có được chư Phật Như Lai gia trì. Lời nói này là thật. Nếu như bạn cũng có thể nói pháp, cũng nói được hoa trời rơi rụng, cũng có thể hấp dẫn đại chúng, thành thật mà nói là có người gia trì, không phải Phật là ma gia trì. Năng lực của ma cũng rất lớn, cho nên đồ chúng của ma nhiều đến như vậy, đạo tràng xây dựng lớn đến như vậy. Có thể thấy được thế lực của họ cũng không nhỏ. Họ có tà trí tuệ, họ cũng có tà phương tiện khéo léo, cũng có thể nhiếp thọ chúng sanh rộng lớn. Thế nhưng họ không phải là chánh pháp. Vậy thì đây chính là nói, chúng ta học Phật nhất định phải có thầy. Bạn theo học với vị thầy nào? Hòa thượng A Xà Lê, hai cái danh xưng này đều là thầy giáo. Hòa thượng gọi là thân giáo sư, quan hệ rất mật thiết với chính mình, cũng chính là truyền thừa vị thầy này, nên gọi là hòa thượng. A Xà Lê là đáng được chúng ta noi theo. Đây là một vị thầy đáng được chúng ta bắt chước. Ngôn hành của họ có thể làm mô phạm cho mọi người, nên được gọi là A Xà Lê. Nghe kinh thọ trì là nói năng lực của họ. Cái năng lực này cũng phải cầu cảm ứng, cũng phải cầu Phật gia trì. Đương thuyết thị ngôn, đó là ngài thường hay tuyên thuyết. Ngã thử pháp môn tùng mổ hòa thượng mổ A Xà Lê sở thân tự thính thọ vô hữu nghi hoặc, nói rõ sư thừa của họ. Di Lặc ư bỉ thời trung đương hữu tại gia xuất gia chư Bồ Tát đẳng vô hữu trí tuệ thiện xảo phương tiện. Đây là nói chủ này có rất nhiều, còn có rất nhiều Bồ Tát tại gia xuất gia. Xem thấy phía trước số ít Bồ Tát có truyền thừa của thầy y dạy tu hành,
không tránh khỏi sanh ra đố kỵ chướng ngại. Cho nên ngay đó có các Bồ Tát tại gia xuất gia không có trí tuệ phương tiện khéo léo nói: ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát, sở thuyết chi pháp khước sanh cơ tiếu khinh hủy. Khinh là xem thường, hủy báng. Như thị chi pháp, giai do nhữ đẳng thiện xảo ngôn từ tùy ý chế tạo, thật phi Như Lai chi sở tuyên thuyết, ngã đẳng ư trung bất năng tính nhạo phát bố hữu tâm. Cái sự việc này vào hiện tại có xảy ra hay không? Có. Chúng ta ở trong và ngoài nước cũng thường hay nghe nói. Còn có người viết thư nói với tôi, nói một người nào đó đều có địa vị rất cao, rất có tiếng tăm, phủ định đi kinh Phật, cho rằng kinh này đều là do người xưa giả tạo, đều không phải là thật. Kinh gì là thật vậy? Kinh A Hàm là thật. Ngay Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, họ đều cho rằng đó là do Bồ Tát Long Thọ giả tạo, dùng để gạt người. Ở trên kinh Phật nói được rất rõ ràng, họ tự cho là trí tuệ, cho rằng chúng ta là mê hoặc điên đảo, không có trí tuệ. Họ có trí tuệ. Thế nên những sự việc này tương lai càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hiện rõ, khiến cho tất cả người tu học Đại Thừa tính tâm dao động. Đó là ma nạn. Xem tiếp đoạn kinh phía sau: Di Lặc đương dĩ chi thời vô lượng chúng sanh, ư thì pháp sư giai sanh phỉ bán. Nghe người nói như vậy đều khởi lên tâm nghi hoặc, xả chi nhi khứ, đều không đến tu học. Hổ tương dị ngô thị chư tỳ kheo, vô hữu chấp phạm đa chư tà thuyết, bất y khế kinh, bất y giới luật, do như sướng kỷ, hí lộng chi pháp, như đẳng ư trung mạc sanh tính nhạo, phát khi hữu tâm phi chánh pháp giả. Đây là ma nạn đời mạt pháp. Ma đến chướng đạo. Càng là chân thật tu hành thì càng gặp những tai nạn này. Cho nên phía trước Phật nói, người chân thật tu hành phải tự ẩn cái đức của mình, trụ đầu đà hạnh, tận khả năng tránh khỏi những phiền não này. Phía sau Phật nói được rất rõ ràng: Di Lặc bỉ chư ngu nhân di ma sở trì, ma đến nhiếp trì, cũng chính là nói bị ma khống chế rồi. Ma làm mê tâm của họ, họ chính mình không làm chủ. Tại vì sao có thể bị ma khống chế vậy? Tuyệt đại đa số người đều ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng. Như phía trước đã nói, làm cho ma nắm được cái chui. Bạn có tham sân si mạng, bạn có hoài nghi, ma liền nắm được cái cán chui. Rất dễ dàng ở ngay trong bất tri bất giác bị nó khống chế. Có số ít người ở ngay chỗ này giác ngộ, quay đầu, việc thoát ly đó cũng không phải là sự việc đơn giản, cũng phải trải qua rất nhiều tranh chấp khổ cực, vậy mới thoát khỏi được ma chưởng. Có một số người nhát gan, không có trí tuệ,
rõ biết bị khống chế, vẫn là không có cách nào, cả đời không thể thoát khỏi ma chưởng. Loại người này rất là đáng thương. Sở dĩ bị chư ngu nhân ma sở trì, chữ trì ở đây chính là khống chế, ư thị pháp trung bất năng giải liễu, vì phi Như Lai chi sở diễn thuyết, đặc biệt là chỉ pháp đại thừa. Ư thị trì pháp chư tỳ kheo sở sanh, ư phỉ bán tác hoại pháp nghiệp, chuyên môn làm những việc phá hoại chánh pháp, dĩ thị nhân duyên đương đọa ác đạo, thị cố di lặc nhược chư trí tuệ thiện xảo Bồ Tát, dục hộ chánh pháp đương ẩn kỳ đức. Bạn xem ở chỗ này Phật đã hai lần dặn bảo, có thể thấy được sự việc này rất là quan trọng. Ư đa phân biệt chư chúng sanh sở ưng tu hộ niệm mạt linh, ư nhữ sanh bất thiện tâm. Việc này chính mình phải hộ trì chính mình, cũng phải hộ trì đối phương, không nên để người ta hoài nghi, không nên để người ta đố kỵ, không nên để người ta tạo ác nghiệp. Cho nên chính mình phải tận sức đem tư thế để xuống thấp nhất, tránh được những ma nạn này. Càng là cao tư thế, càng dễ dàng trước lấy thị phi. Việc này cần phải tường tận. Vào 3.000 năm trước, Phật đã hết lòng hết dạ dặn bảo chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cái ý này, phải làm thế nào cho đúng. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn ư hậu mà thế ngũ bách tuế trung hữu chư Bồ Tát, thậm di vô trí ư đại chúng trung, phỉ bán chánh pháp cập trì pháp giả. Trì pháp chính là những người y pháp tu hành này, chân thật gọi là bán Phật, bán pháp, bán tăng. Họ làm ra những sự việc này. Phục ư kỳ trung, đương ư biện tài cập Đà La Ni, nhi ư thị pháp bất năng tính thọ. Chỗ này phải nên đọc trại âm, đọc là đáng, chính là cái ý trở ngại. Nghĩ hết cách chướng ngại người khác được biện tài, chướng ngại người khác được Đà La Ni. Đà La Ni chính là nguyên tắc của tu hành, cương lĩnh của Phật pháp, dùng vô số biện pháp để chướng ngại, để phá hoại, để cản trở. Ở nơi pháp này không thể tính thọ. Đối với đại thừa, pháp môn thâm diệu không thể nào tiếp thọ. Thế Tôn thí như hữu nhân, phía sau đây Bồ Tát Di Lặc đưa ra một thí dụ nói được rất hay, chúng ta đem nó đọc qua một lần. Thí như hữu nhân khác phạm tu thủy, một người khác nước, muốn uống nước. Giảng nghe tuyền trì nhi dục ẩm chi, họ gặp được một dòng suối ao nước, họ muốn ở nơi đó uống nước giải khát. Thị nhân tiên lai đầu chư phận uế, ư thử thủy trung hậu bất giác tri, dục ẩm kỳ thủy tiện thủ cứu chi, ký văn xú dị bất ẩm. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện